Xin chào các bạn. Sau đây thì tôi sẽ có một vài cái trải nghiệm nhanh về chiếc đồng hồ Rolex Day-Date mới mang mã hiệu là 128 của Rolex. Thì chiếc đồng hồ này như các bạn đang thấy, nó là một cái chiếc đồng hồ có đường kính 36mm, size vỏ truyền thống của Day-Date. Cái mặt số của chiếc đồng hồ này là một cái mặt số dạng khói màu xanh cánh cam rất là đẹp, và nó sẽ tỏa sắc khi có ánh sáng chiếu vào. Tôi phải nói với cả các bạn một điều rằng đây là cái chiếc đồng hồ mà tôi cảm thấy cuốn hút nhất trong Bazen 2019 của Rolex. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đồng hồ này là một cái chiếc đồng hồ có vỏ vàng trâm vanh rất là đẹp mắt, kết hợp với một cái mặt số mà tôi nghĩ là cái mặt số đặc biệt đẹp hơn màu chocolate rất là nhiều. Thì chiếc đồng hồ này ấy, sử dụng cái cỗ máy mới, đây là lần đầu tiên Rolex sử dụng cái cỗ máy mới 3255 cho một chiếc Day-Date 36mm. Thì cái cỗ máy này, nói giới thiệu qua một chút về cỗ máy 3255, thì cỗ máy này là có 14 bằng sáng chế và thời lượng chữ cót tăng lên đến 70 giờ. Có nghĩa là chúng ta có thể để từ thứ 6 tuần trước đến thứ 2 tuần sau mà không cần phải lên dây, đồng hồ vẫn chạy. Đó, một điều rất là tuyệt vời mà chúng ta chỉ thường thấy ở những chiếc đồng hồ Day-Date size lớn. Rồi, đây ở các cái góc cạnh khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái ánh sáng nó thay đổi khác nhau. Các bạn có thể thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Đó, chảy kia. Trải tia màu xanh cánh cam vô cùng đẹp mắt. Đây là một cái chiếc đồng hồ mục tiêu của Gia Bảo Luxury sẽ đưa về trong năm nay. Hôm nay thì tôi sẽ đánh giá nhanh chiếc đồng hồ như các bạn đang thấy ở đây. Chiếc đồng hồ này thì là mang mã hiệu, các bạn đợi tí nhá, nó là đồng hồ mới nên là tôi phải xem lại đã. Chiếc đồng hồ này mang mã hiệu là 128348 RBR. Đó, như các bạn đang thấy. Tôi ít khi chê một cái thương hiệu đồng hồ nào cả. Tuy nhiên thì chiếc đồng hồ này thì tôi cảm thấy là tôi cần phải nói cảm nhận cá nhân của mình. Chiếc đồng hồ này khá là xến xuống. Một phiên bản Michael Kors của Rolex. Dành cho các chị em thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà là nam giới đeo chiếc đồng hồ này ấy, thì phải nói là cá tính của bạn rất là mạnh đấy. Nghiêm túc mà nói là như vậy. Mặt số màu xanh ngọc. Các cọc số chỉ giờ thì được làm từ kim cương. Chiếc đồng hồ này có đường kính là 36mm Day-Date. Và tôi thì tôi không biết là Rolex định làm chiếc đồng hồ này là cho nam giới hay nữ giới nữa. Vì nhìn trông thực sự ra trông nó rất là buồn cười. Nếu mà là nữ giới thì tôi không có ý kiến gì cả, nhưng nếu mà là nam giới đấy, giống như tôi đã nói, thật sự là một thảm họa. Rất là lấp lánh, nhiều kim cương. Phiên bản mới được giới thiệu tại Bazugu 2019. Và tôi hay thường trêu gọi là Michael Kors của Rolex. Cảm tình của tôi về chiếc đồng hồ này thì gần như là không có. Nếu mà để đánh giá về mặt thẩm mỹ dành cho nam giới thì chỉ là 1 điểm trên 10 điểm mà thôi các bạn ạ. Với tôi, nếu mà đeo chiếc đồng hồ này thì thà tôi đeo một chiếc đồng hồ bằng thép còn đẹp hơn.